Dạ vâng, hello, xin chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Rất là nhiều bác các bác nhá, rất là nhiều bác. Rất là nhiều bác là đã yêu cầu bên em, đã yêu cầu bên em là test và lên một cái cấu hình nó rơi vào tầm khoảng độ 22 triệu đến 23 triệu. Thì hiện tại bây giờ là cái cấu hình này em đang lên cho quý vị và các bác nó là 22 triệu. 22 triệu các bác nhá. 22 triệu và bên em tặng kèm bộ mic BPS. 22 triệu bên em tặng kèm bộ mic BPS. Và bác nào quan tâm đến cái bộ sản phẩm này, các bác hãy comment bên dưới và hãy để lại số điện thoại bên em. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến đó là cái sản phẩm mà loa WeWood 304. Loa WeWood 304 này thì trang bị bát 30. Bát 30 chung này chung 14, bát 30 chung 14, hai chép hai siêu chép còi cộng một chép thường, một chép giấy thường. Và giá niêm yết của nó là 7 triệu. Giá niêm yết của nó là 7 triệu nha các bác nha. Sản phẩm thứ hai, thì em muốn ghép cùng với cái đôi bát 30 này thì nó chính là cái con trầm, cái con trầm bát 40. S1500. S1500. Và sản phẩm này thì giá niêm yết của nó là 5 triệu rưỡi. Đấy, 5 triệu rưỡi và bên em hàng này là hàng đồng hộp nhá. Bên em bảo hành các bác 12 tháng. Còn con cục đẩy công suất này là con cục đẩy công suất mạch mới nhất hiện tại bây giờ. Mạch mới nhất hiện tại bây giờ và được trang bị những cái trang bị mà nó tiên tiến nhất, khoa học kỹ thuật nó tiên tiến nhất. Đấy. Chống chập cháy các bác nha, chống chập cháy luôn các bác ạ. Tiếng rất là sạch, gần như là nó không bị méo tiếng, tiếng rất là sạch luôn. Còn đây là giá của nó là 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi. Con này T9 Pro thì nó có giá là 2 triệu rưỡi này. T9 Pro thì chúng ta hát nó cực kỳ dẻo luôn. Dẻo như ly luôn. Hiện tại bây giờ em đang để chế độ này nhá. Em đang để chế độ easy như này luôn. Em để chế độ easy như thế này và xíu nữa em sẽ hát karaoke thử cho các bác cùng nghe cái bộ dàn này. Còn phía trên cùng đây là CB800 Ultra, CB800 Ultra nâng tiếng đời mới nhất bây giờ và cái chất âm của nó thì nó gọi là trên cả tuyệt vời rồi. Trong tầm giá chưa có con nào có thể vượt qua được con TD Acoustic CB800 Ultra cả. Đấy. Và chúng ta xem nó là bao nhiêu sản phẩm ạ. Một đôi loa này là một này, một trầm là hai này, ba là làm cục đẩy công suất này, bốn là vang này, năm là CB800 Ultra này. Và bên em tặng kèm thêm bộ mic không dây, BPS trị giá 1 triệu 8. Và bây giờ thì em sẽ hát thử, đầu tiên em sẽ hát thử nhé. Và sau thì em sẽ test nhạc cho các bác. Đầu tiên đây em sẽ test thử cái chất âm của nó khi mà chúng ta xài mic nha. Và bộ mic này thì em test tiện, em vừa test cái bộ mic này, em vừa test cả cái dàn âm thanh này các bác nghe luôn. Giá là 22 triệu, bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em liền luôn nha các bác nha. Đấy. Bây giờ em sẽ đi, em sẽ cập mic và em sẽ mở nhạc lên, em sẽ hát thử luôn. Cuộc đời khi trắng khi đen. Nick 1267. Wow, tiếng rất là ok luôn. Cười vui mới đó nhưng giờ thương chẳng hề quen. Gặp thì người thơ ớ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hờn hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không.
giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chợp chung ngồi buồn mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng ngỡ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, mai đem về trong lòng nguyện sâu. Vâng, và như hiện tại thì hôm nay giọng của em nó đang bị khàn một chút, những cái giải cao em đang bị đuối, những cái giải cao em đang bị đuối, em đang bị khàn tiếng. Cuộc đời khi có cho không, nhiều lên túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chụp chung ngồi buồn mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Em đã hát thử một cái bài karaoke rồi. Và như hiện tại thì tiếng của em nó đang không được trong, cái tiếng của em nó đang bị khàn, cho nên là nhưng mà cái tiếng của em nó đang bị khàn và em đang bị mất tiếng, và em hát chọn một bài thì các bác có thể thấy được là một cái bộ mic như thế này là nó nhẹ đến như thế nào rồi. Em bị khàn tiếng mà em vẫn có thể hát được, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ test thử một cái đoạn nhạc nhé. Giận anh không? Có lúc nào
Kính thưa quý vị và các bác, quả thật là cái bộ karaoke này thì chúng ta nghe nhạc rất là ok rồi, rất là hay luôn. Ở trong cái không gian mà tầm khoảng độ 45 mét vuông trở lại, bộ này thì đúng là chúng ta không cần phải bàn rồi. Hát karaoke cũng hay mà nghe nhạc thì các bác cũng vừa được nghe test thử một đoạn rồi. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Kể cả những cái dòng sản phẩm mà ở trong bộ combo thế này, các bác cũng có thể lấy lẻ các bác nhé. Các bác cũng có thể lấy lẻ. Còn bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Bác nào mà quên chưa ấn đăng ký kênh và quên chưa ấn chuông thì các bác hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.